câu chuyện về dạy nghề uy tín. Mỗi ngày trôi qua, mục tiêu quan trọng nhất của Học viện IT.vn chính là đào tạo nguồn nhân lực góp phần vào sự phát triển công nghệ thông tin của đất nước. Để làm được điều đó, chúng tôi luôn nỗ lực hơn nữa để có được niềm tin, sự tín nhiệm bằng việc dạy thật và học thật. Chúng tôi luôn khẳng định vị trí số 1 Việt Nam về khả năng truyền dạy kiến thức nghề thực tế và hiệu quả. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường 1 năm cùng những bước phát triển mới đầy tự hào và mang đậm dấu ấn Học viện IT.vn trong năm 2020. Số lượng học viên của trung tâm trong năm nay đã vượt qua đơn vị hàng ngàn học viên. Hiện tại, Học viện IT.vn đã có tới 6 phân viện trên khắp cả nước. Tại Hà Nội, số 8 ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, số 206 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, số 11 Ngã Tư Nhuận, Bình Liêm. Tại Thái Nguyên, số 297 Lương Ngọc Quyến. Tại Hải Phòng, số 87 Quán Nam, Lê Chân. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 283/45 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10. Học viện IT.vn luôn không ngừng học hỏi và hoàn thiện để phát triển. Chúng tôi tự hào là cánh đôi đào tạo ra những kỹ thuật viên tốt nhất để mang tới chất lượng dịch vụ cao nhất cho khách hàng. Đội ngũ huấn luyện viên mang trong mình sứ mệnh truyền đạt các giá trị cốt lõi của Học viện IT.vn đến tất cả các bạn học viên đang theo học. Đây đều là những chuyên gia trong lĩnh vực sửa chữa laptop với hơn 10 năm kinh nghiệm. Song song với việc đào tạo kỹ năng, Học viện IT.vn còn mang tới 10 tố chất cần có để trở thành người kỹ thuật viên thành công. Học viện IT.vn đã khẳng định được vị trí và tên tuổi, trở thành một địa chỉ dạy nghề trọng điểm, có tính khác biệt thương hiệu và uy tín thông qua việc thường xuyên đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp học để tăng cường chất lượng đào tạo tốt nhất. Chúng tôi sở hữu đầy đủ những yếu tố thuận lợi từ thời cơ, con người và năng lực tài chính để tăng tốc và phát triển bền vững. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Nguyễn, hiện nay mình đang là chuyên viên tư vấn của Học viện IT. Thì năm 2020 vừa qua, được sự ủng hộ của tất cả các bạn học viên, thì Học viện IT đã gặt hái được một số thành công nhất định. Sang năm 2021, mình thay mặt cho Học viện IT chúc tất cả các quý khách hàng và các bạn học viên một năm mới tràn ngập thành công và hạnh phúc. Trong năm 2020 vừa qua thì nó là một năm rất là khó khăn do tình hình đại dịch xảy ra. Nhưng Học viện IT thì đã có một cái bước tiến vượt bậc không ngừng trong công cuộc giáo dục và đào tạo nghề sửa chữa laptop. Kể từ đó thì Học viện IT đã giúp cho hàng nghìn học viên có tay nghề để tạo lập cuộc sống. Với sự nỗ lực không ngừng cùng các cái mục tiêu rõ ràng thì tôi tin chắc rằng năm 2021 sẽ là một năm thành công đối với đội ngũ huấn luyện viên cũng như là cán bộ công nhân viên tại Học viện IT. Chúc mừng năm mới. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận học bổng lớn nhất trong năm chỉ có tại Học viện IT.vn.